Xin chào các anh, hôm nay em xin giới thiệu đến với các anh một vài mẫu đồng hồ cũ của Nhật Bản ở bên này bán rất là rẻ. Nói chung là rẻ so một nửa so với giá gốc của nó. Đó. Đây, ví dụ bây em sẽ quay lần lượt. Đây là mẫu đồng hồ nữ này. Như cái em ở trong cùng kia, em mặt kính màu vàng kia. Em đó có giá khoảng 1 triệu Việt Nam đồng thôi. Đấy. Em bên này, à, em này thì là có giá là 2 triệu Việt Nam đồng này. Em này thì có giá em này thì có giá 1 triệu Việt Nam đồng. Đó. Sang bên này thì có em này. Đây là mã là AS106054L. Em đó thì giá là 3 triệu Việt Nam đồng. Sang bên này là đồng hồ nam này. Đồng hồ nam thì rất là rẻ. Rẻ hơn một nửa so với giá gốc luôn các bạn. Citizen này, em này có giá khoảng 8 triệu Việt Nam đồng. Em này là 10 triệu Việt Nam đồng này. Giá mới của em nó là 20 triệu Việt Nam đồng cơ. Đó. Sang bên này nhá, đây em này. Em này mới lắm luôn ạ. Không để nghe được. Đó. Đây, Citizen. Em này mã là đâu mã đâu? Mã là mã này. Mã là CC106401E. Không biết là phải mã của nó không ạ. Em này giá là 18 triệu Việt Nam đồng. Nguyên hộp nha các bạn, hộp kia. À. Đây. Sang bên này là Orient. Rất nhiều hàng rẻ và đẹp. Em này. Đấy, em này là Orient VKV 0681ER. Em này giá 1 triệu rưỡi Việt Nam đồng. Đó. Đây em này, mặt kính màu xanh nước biển này, rất là đẹp. Em này mã là Orient EM32CO. Em này giá 2 triệu rưỡi Việt Nam đồng. Ngoài ra rất nhiều em ạ, đang rất là rẻ. Đó. Bên dưới này rất nhiều em đẹp luôn. Rồi. Em này mới tinh luôn, mới nhang căng xà beng luôn. Oxynote, em này giá mới là gần 26 man, tức là khoảng 52 triệu Việt Nam đồng. Bây giờ em nó có giá là 26 triệu Việt Nam đồng. Mới, nhìn rất là mới luôn ạ. Em này có GPS này. Đây, mã của em nó là OCVK G200G1AZF. Đó, rất là đẹp. Mới. Đây, sang bên này nữa. Cũng mẫu đấy. Em này thì giá lại cao hơn à. Nhưng mà thiết kế khác à? À, thiết kế khác đấy. Con này thì rất là mới. Con này A, răng cửa A, tức là dạng cái hàng này rất là mới. Không biết các bác nhìn trong video có nét không? Em nhìn bên ngoài thấy đẹp lắm. Em này thì có giá là 36 triệu Việt Nam đồng. Đó. Bên này, đây là Casio Edifit. Đấy, mã này là mã của em nó là AR AFR520RB.
1A gì là Red Bull, cái này của như là xe đua ấy nhỉ, của hãng Red Bull đấy. Em này thì giá có rẻ thôi, 2,5 triệu Việt Nam đồng, cũng rất là rẻ. Này các bác mua ở Việt Nam có khi dính hàng fake cũng nên. Đây, sang bên này cũng có một em nữa, em này cũng đẹp không kém luôn. Đây, em này của mã của em nó là hãng này của Casio nha các bác. Này mã là OCVKT2600, giá là 12 triệu Việt Nam đồng, gần 12 triệu Việt Nam đồng. Ngoài ra rất nhiều mẫu ở đây nữa. Đây, mã này cũng rất là đẹp này, Audi Fake của Red Bull nhá. Cái này là của Casio nhưng mà kết hợp với Red Bull nè. Mã là EQVKA1000RB, em này có giá khoảng 7 triệu Việt Nam đồng. Bên này cũng có một em này, giá rất là rẻ, rẻ kinh khủng luôn á. Đây giá là 2 triệu Việt Nam đồng này. Bên này Casio này thì có giá hơn triệu Việt Nam đồng thôi. Rất rẻ thật sự. Đây sang đây hàng rất là, hàng này cũng rất là đắt này các bác, nhưng mà ở đây bán khá là rẻ đấy. Đây có mẫu này thì nhìn rất là hầm hố. Của hãng này là gì nhưng mà em không biết tên, đọc tên này các bác thông cảm. Emporio Armani. Đấy, em này thì giá khoảng 2,5 triệu Việt Nam đồng thôi. Đó. Đây. Bên này rất nhiều mẫu mã mới này. Rất nhiều mẫu mã luôn. Rất là đẹp. Trên này mấy hãng của nước nào thì em chẳng biết. Này chắc là của Nhật, thiết kế này chắc của Nhật. Bên này đây đồng hồ G-Shock cũng rất là rẻ này. Đó. Cái bản G-Shock này khoảng rẻ nhất là khoảng 5 triệu Việt Nam đồng. Có con gì sốc này em định mua đây. Đây này, gì sốc này em định mua gì sốc này là GST BT 100XA G-Style. Em này thì giá là khoảng 8 triệu Việt Nam đồng thôi. Giá mới của em nó em nhớ không nhầm là khoảng 18 triệu Việt Nam đồng gì đấy. Đó, rẻ rất nhiều luôn đấy. Rất nhiều mã đẹp. Có cái em gì sốc trong này rất là đẹp này. Đây. Em gì sốc này. À, gì sốc mã là GST VK330AC 2AZF. Em này giá khoảng 4,5 triệu Việt Nam đồng. Bên này rất nhiều gì sốc đẹp này. Đây có em. Em này giá mới của nó đắt kinh khủng luôn. Giá mới hơn 30 triệu Việt Nam đồng cơ. Nhưng mà giá bán lại này thì khoảng 20 triệu Việt Nam đồng. Đẹp. Đây là G-Shock MTG B1000XBD. Em này có Bluetooth này. Giá 20 triệu Việt Nam đồng nha các bác. Rất nhiều mẫu mã. Đây, sang đây là toàn của Casio Mexico nha các bác nha. Đấy. Đây, dòng Seiko.
em Seiko này có giá khoảng gần 10 triệu Việt Nam đồng, đẹp. Seiko SADZ 163 giá là gần 10 triệu Việt Nam đồng nha các bạn, rất là mới, hàng đây rất là mới luôn. Em này thì giá khoảng 11 triệu Việt Nam đồng này. Giá mới của em nó là 23 triệu Việt Nam đồng. Đó. Seiko SAGA 241. Đây, em Seiko này giá cũng rất là hợp lý này. Đấy, Seiko Sari 081 giá là khoảng gần 8 triệu Việt Nam đồng. Đây. Cái này là toàn bộ của Nhật nha các bác. Này là Seiko Nhật Bản nha. Em trong góc kia là khoảng 5 triệu Việt Nam đồng. 5 triệu Việt Nam đồng. Đó, đây có hai em rất là đẹp luôn. Một em này thì là Seiko Sari 053, em này giá khoảng hơn 5 triệu, gần 6 triệu Việt Nam đồng. Em này đẹp thật. Em này là Seiko XB SBXB 119. Em này thì có hỗ trợ GPS nhá. Wow. Em này giá là hơn 20 triệu. Đẹp. Rất nhiều dòng Seiko. Em này giá là 15 triệu, à 16 triệu Việt Nam đồng này. Em này giá là 12 triệu Việt Nam đồng này. Em trong này. Đây là 5 triệu Việt Nam đồng. Em này thì khoảng hơn 8 triệu Việt Nam đồng, 8 triệu rưỡi Việt Nam đồng. Toàn đồng hồ đẹp thôi. Cái này là đồng hồ cỡ nhỏ này, tay nhỏ này. Đây. Ở đây có mấy dòng Seiko này. Từ ngày xưa rất là đẹp. Đây. Seiko mẫu vàng mà. Cái em này chống em Seiko này là Seiko Automatic. À, cái này là chạy ấy à. Đó. Em này giá là 5 triệu Việt Nam đồng. Thiết bị này. 5 triệu Việt Nam đồng. Em này chống nước là 50 mét nhé. Wow. Đây của em này cũng rất là đẹp này. Seiko này. Mã là SNKEO4K. Em này giá là 4 triệu rưỡi Việt Nam đồng. Ôi hết pin rồi. Này, rất nhiều mẫu mã đẹp. Nói chung dòng Seiko của Nhật Bản thì không làm em thất vọng. Bên này là Ticot này, rất nhiều mã Ticot đẹp. Longin này, Longin này thì có giá là 5 triệu Việt Nam đồng.